Không có ai hết. Nằm xuống. Không sao chứ? Yeah. Không sao. Tôi không cố ý, xin lỗi cô. Thôi nào, đi tàu mà. Có tránh khỏi va chạm, tôi không trách anh đâu. Đồ của tôi, xin đừng chạm vào. Cái gì đấy, tình yêu của em Arthur. Xin lỗi, vui lòng giúp một tay. Tôi nghe thấy rồi Julian, đừng kích động như vậy chứ. Một khi tàu tiến vào núi, chúng ta sẽ không thể can thiệp quá nhiều. Anh sao rồi? Đừng lo cho anh. Chuẩn bị sẵn sàng. Khoan đã. Đến chỗ trước chiều đi. Cô là ai? Xin lỗi ông, tôi là vệ binh Lona Fisher. Cô làm gì ở đây? Tôi đề nghị ông hãy ngồi xuống. Có người đang tấn công tàu. Có chuyện gì vậy? Lính nhảy dù của Đức, chúng ta bị tấn công rồi. Đứng im đó. Đó, bằng mọi giá chúng ta phải ngăn họ lại. Ông đang bị tấn công. Họ đã gây ra quá nhiều rắc rối. Họ muốn bắt sống tôi mà. Ôi không, anh ấy chết rồi. Anh ấy chết rồi cha ơi. Mọi chuyện ổn chứ? Phải, tôi nghĩ vẫn ổn. Chúng ta nên nấp sau lưng chiếc vali này đi. Chúa ơi, Jerry. Em đi đâu vậy? Miriam. Con bé đã trúng đạn rồi. Miriam.
Nó bị trúng đạn rồi. Miriam, chị ơi. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi chỗ này. Cầm lấy. Một khoang tàu đã bị rớt ra rồi. Chuẩn bị khai quả. Bắn. Được rồi, giết kẻ trên tàu đi. Hắn chết rồi. Qua đó coi sao. Đừng lo, để tôi lo cho anh ấy. Lên tàu tìm những người khác đi. Cô bé, cô rất dũng cảm. Người đàn ông này đã cứu mạng cô bé. Chú sẽ tiêm thuốc tốt cho cháu chứ? Tất nhiên, đây là loại thuốc mới. Có cứu được người chết không? Không, nhưng nó giúp chữa được rất nhiều bệnh đó. Có đau không? Đau chứ. Để chú ý làm đi.
Anh tên gì vậy? Tên tôi rất khó nhớ, hay làm siêu lơ. Xin lỗi, có đại quý Franchetti ở đây không? Không, vui lòng đi theo tôi. Em khỏe hơn chưa?